Hello, everybody, welcome to Health BKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health BKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game con này tên gì quên mẹ nó rồi. Thì đầu game này vô thì chúng ta sẽ nhận được level 68 cộng VIP 10 hả? Ok, chưa có kim nguyên bảo, chưa ăn được đậu xanh nữa. Con này thì phi cũng kha khá đó anh em. Ok, đây vô nhận hư đầu game hả? Chúng ta sẽ đi lướt qua một vòng cái nè. Đây, sự kiện ưu đãi phúc lợi heo vàng, quà nạp phúc lợi, ở đây có phúc lợi VIP hả? Ta nhận quà rồi, phúc lợi tuần, ở đây quà giới hạn, rồi ở đây chúng ta có quà cấp độ, này là quà không đồng hay gì nè, cũng có đồng nhưng mà nó ít hay chắc mua được. Rồi ở đây chúng ta sẽ có điểm danh nhận hai bạn nữa hả? Rồi ok, mở quà. Đây đại điện. À, server này lâu rồi, mà hôm nay chúng ta sẽ có server mới. Tạm thời mình để đây đi. Rồi ok, ta đến với thông tin server cái ha. Đây, về cho dễ nhìn. Đây, Naruto đối kháng hả? Game đối kháng Naruto mới, Naruto Quyền Dương, khai mở server 3 open 19 giờ ngày 1 tháng 10 hả? Code game là Tân Thủ Naruto. Và chào mừng anh em. Code nhập ngoài web hả? Game hỗ trợ 3 nền tảng PC, Android, iOS. Chơi ngay không cần tải. Chơi tại Naruto h5vn.com đó. Rồi game có gì? Làm nhiệm vụ đầu nhận level 68, Tân Hữu nhận một này 1 triệu đúng không ta? Này đúng rồi, 1.300.000 kim nguyên bảo và 500.000 gì? Và 500.000 kim nguyên bảo khi làm xong nhiệm vụ mỗi ngày. Code phát mỗi ngày hay event mới. Đua top lực chiến nhận quà khủng ha. Top 1 nhận 5 triệu kim nguyên bảo. Top 2 3 triệu. Top 3 đến top 5 là 1 triệu ha. Chốt 12 giờ trưa ngày 7 tháng 1. Có là 7 tháng 10. Event long tin lai xe nhận quà nữa ha. Ở đây có code nữa nè. Đó, code ngày đâu ha. Khá nhiều. Ok. Thì game này nó có một cái là bà mẹ nó như vậy không được, để chúng ta phóng bự cái màn hình ra cái. Đây, ở đây thì chúng ta thấy có xu là 100.000 hả? Cái này heo mới nạp vô thêm 50, còn anh em nào đây, anh em copy cái tên tài khoản nè. Đó, tên tài khoản copy cái này, dán ở dưới cái phần bình luận của cái video này nè. Rồi admin qua sẽ phát cho mọi người 50.000 xu nạp ha. Thì chúng ta sẽ có thêm quà nạp nữa. Bây giờ em sẽ đi nhập code. Đây, fit code. Em ở server 2. Server 3 chưa mở. Ở đây thì chúng ta sẽ có code Naruto. Đây, Tân Hữu Naruto. Rồi, Tân Hữu Naruto, chúng ta sẽ nhận quà chấm hư. Này là được 1 triệu nè hả? Đó. Rồi, tiếp theo thì chào mừng anh em. Rồi, thêm một code nữa. Này được thêm 300. Ok, 300. Rồi ở đây chúng ta sẽ có lịch sử. Đi ra ngoài thông tin coi. Điểm danh.
quà nạp ngày, vòng quay, tích nạp. Ở đây chúng ta sẽ có tích nạp không đồng nè hả. Rồi vòng quay. À đồ. Trời. Quay một phát vô luôn mất lượt đậu tương đó. Ok, còn lại là shop nè hả? Shop tướng các kiểu con đà điểu. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nạp hẳn vào game hả? Ừ đúng rồi, phải coi coi này gói nạp đầu 1 triệu xu. Ồ, à 1 triệu xu 10 ấy. Ok, đây thôi. Ok, ở đây chúng ta đang có 1 triệu 300 nè hả? Bây giờ chúng ta sẽ nhận hết nè. Đó, vô lên VIP 11 luôn. Đó, ở đây chúng ta sẽ nhân 4 lần đầu nạp hả? Đó, trời, lên 5 triệu luôn. Hồi nãy chúng ta có 1 triệu 3 à. Chúng ta nạp 100 ngàn vào, chúng ta sẽ lên luôn là 4 triệu nữa. Đó, còn anh em nhận xu nạp đầu khi mà làm event tài khoản, copy tài khoản bỏ dưới phần bình luận của video á, thì anh em sẽ được 50 ngàn nạp vô thì được 2 triệu á. Đó, ok, nhận quà liền, tôi nhận gói đầu liền. Tetsunede nè hả, đây phúc lợi lên rồi, điểm danh rồi, để từ từ đi, vòng quay quà nạp nè. Đó rồi, vòng quay thôi, vòng quay để nó đi, đại điện thần điện gì bây giờ đi mua hết nè hả. Đó, quà rất là nhiều luôn. Đậu xanh đó. Đậu xanh trứng muối hay trứng nha. Đó, đó. Nạp một cái là nhận quá trời luôn trời. Rồi, quà giảm giá. Thích cái nào thì mua cái đó. Hình như đâu đây nó có cái hồng, cái này không ngon. Đây, bộ trang bị nè. Thần hoàng. Đó. Rồi, đi ra nào. Phúc lợi, phản hồi, quà nạp nữa nè hả. À, vòng quay, ok, phúc lợi, đây phúc lợi tầng, giới hạn, điểm danh, tích lũy nạp nè, đó, đó, nạp cái này chưa. Rồi vô đây chúng ta sẽ có tiền rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi mua quà giới hạn. Ta là VIP 12 đúng không? Đây chúng ta sẽ mua được gói VIP 10, đó, ninja. Này nói chung là tiền nhân cốc đấy. Ok. Oh man, thôi từ từ, má mua cái này xong cái nghèo luôn á. Mua một đây, thần quy Kakashi lụm về liền. Đó. Ok, vô chúng ta lấy bộ thần hoàng xài đỡ hả. Ở trong này hình như nó có một cái bộ như bán bộ coi như có 500 hay nhiêu à, hay có mấy trăm gì à, thấy cũng rẻ. Xong rồi vô coi lại coi, nó nằm ở đây. À, giới hạn. À, bộ nguyên bảo khí gì nè. Nè, đây nè, đây nè. Bộ này 80. Ok, mua luôn. Yeah. Cứ xài đi hả? Vì nhiệm vụ hàng ngày nè, đây là nơi để chúng ta lấy kim nguyên bảo nè hả? À, đó, 5 vạn. 10 vạn là 15. 15 nữa là 30, dưới 20 là 50 hả? 50 vạn là tương đương với 500 ngàn. Đó, 500 ngàn kim nguyên bảo. Rồi, cái kim nguyên bảo đó thì mỗi ngày luôn hả? Anh em làm nhiệm vụ thì nó sẽ reset mỗi ngày. Đó, chung quy là mỗi ngày chúng ta sẽ có 500 ngàn kim nguyên bảo để xài hả? Anh em ráng làm hết nhiệm vụ hàng ngày đó. À, ok. Mà nãy giờ heo được hai bộ rồi đó. Rồi, để cho hai con tướng nó đi. Bây giờ chúng ta đi quay tướng ha. Ở đây chúng ta quay thì sẽ kiếm tướng đỏ. Ok, bưởi ơi. Quay đầy cái rương này thì sẽ mở ra được tướng ha. Ồ là là. Rồi nè, mở thử test cho coi luôn. Đó. Rồi, rương tướng Kodo, Setsu hay là này. Hoặc không thì chúng ta có thể đổi nè.
đây, Lục Đạo, Dandy Lục Đạo, rồi Uchiha Obito, rồi Madara nữa nè hả. Đó, rồi cái này quay cho anh em xem luôn hả. Ok, đây rồi kìa. Đọc A chưa? chưa, quên. Đây, một lần nữa. Đó, rồi, về chọn. Đây, không phải đường này. Đây, đường này mới nè, đó. Thẻ Lục Đạo Uchiha Obito hoặc là Uchiha Madara. Đó, mở ra nè. Đó, Uchiha Madara hả? Còn cái này thẻ Zetsu. Đây, Zetsu. Đó. Rồi, giờ quăng vô mà chơi thôi. Thay đổi cái này liền. Có điều kiện mà, lên thần quy luôn nè. À, đây, bên này chúng ta mở rồi. Đây, chúng ta có bà đệ nhị ở đâu? Đệ ngủ. Madara nè hả? Rồi Zetsu nè hả? Đó. Rồi, vậy còn lại thì chơi bời thoải mái thôi. Ok, rồi nhắc lại thông tin server luôn hả? Đây, Naruto đối kháng khai mở server mới S3 19 giờ ngày 1 tháng 10. Đó. Anh em nào có chơi thì tải về hả? Link dưới phần mô tả, bấm vô chơi ngay, không cần tải nha anh em. Đó, ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Và nhớ làm nhiệm vụ hàng ngày để nhận 500.000 kim nguyên bảo mỗi ngày. Và nhớ copy tài khoản để ở dưới cái phần bình luận của video để chúng ta nhận được 50.000 xu nạp nha. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.